Em Tuấn tiếp tục chào đón các bác đến với lại một con đồng hồ đến Huyệt à dòng Ergin. Ok, con này để cho bác mức giá 1 triệu 300 nghìn. Ergin cho bác nhé. Từ cái vỏ của nó đây. Tem của nó là tem bằng nhôm nhé. Tem nhôm nhập dập chìm luôn ạ. Đấy, tem nhôm dập chìm luôn. Ok cho bác, ok. 1 triệu 300 nghìn. Đây ạ. Ok này. Con này phong cách trẻ trung thể thao. Trẻ trung thể thao. Size nhìn qua bằng mắt đã size tay. Con này các bác là tay từ 16 đều đeo được nhé. 15 16 đều đeo được. Em đo luôn cái kích thước của cái con này, bề mặt của nó này này là 40 nhé. Size mặt 40. Ok chưa? Đây, tem Ergin vẫn còn dập luôn ở trên hộp này. Ergin này, thẻ này. Thẻ tem của nó đây. Ergin này. Ok chưa? Hiệu hãng này. Đấy, để ở đây. Xem dưới này còn gì nữa không? À không, để em xem, cố tình xem nó còn cái gì không, được cậy lên đấy. Biết đâu nó còn cái gì đấy mình không để ý lúc sau này. Mới có cậy được không? Em cố em xem nó có cậy được không ấy. Không cậy được thì phải không ạ? À đây, lên. Lên đây. Nhưng dưới nó không có gì. Cố cậy, cố tình. Không có nhiều lúc mình cũng phải cậy mà bác để mình nắm được xem là nó có những cái gì không. Không lúc có những loại kia đấy không biết báo các bác đấy. Đấy, hộp nguyên nhé, hộp zin của nó luôn. Hộp zin. Hãng hiệu. À, con đồng hồ này thì báo cáo bác là để em thử xay tay đã. Này, khóa zin luôn, có nhìn chưa? Đẹp chưa? Khóa zin luôn nhé, dập logo USA luôn. Ok nhé, dập logo USA. Đây các bác nhìn này. Nhìn chưa? Giờ logo USA luôn. Ok chưa? Đây, em Tuấn cho bác nhìn luôn này. Nó đấy, bác nhìn chưa? USA ấy, khóa dập tay luôn. Con khóa này thì chắc là còn lâu mới tuột được, nó còn có khóa bảo vệ đây nữa. Dập hình này. Lại vào. Em đeo cổ tay của em nhé. Này. Còn thừa tay này 18, 19, 20 đều đeo được hết. Về các bác đục đi nhá, đục bớt đi. Thoải mái chưa? Em gập rồi đấy, em gập quá nhá. Về các bác 18, 19, 20 đều đeo được hết. Ok, thế là ok rồi. Nhìn cái đáy của nó bác nhìn luôn này. Cái đáy của em nó chưa có một vết gì luôn. Chưa có một vết xước, được chưa? Chưa có một vết xước nhá. À, con này em Tuấn đọc cái thông số ở đáy nhà sản xuất họ dập này, cả dập logo thương hiệu luôn này. Con này nó ghi đến cái gì 200 mét này, cái gì này gen này gen cái gì 200 mét 10 year. À con này năng lượng mặt trời bác ơi, lên pin 10 năm cơ, 10 năm này, có nó ghi hẳn luôn 10 năm luôn nhé. Ui giời, thì các bác có dùng xóa đi, dùng chán đi ạ. 10 năm luôn. Để em đọc cái thông số gì nữa nhỉ. Có một cái gì nó ghi là 88 feet quái gì 200 mét. Không dịch được. Còn đối với dòng này thì ok rồi. Đấy. Này, bác ơi. Liền xoay nhá. Liền xoay luôn ạ. Không đơn giản ạ. Con này liền xoay bác nhá. Con này liền xoay nhá. Hàng quá đỉnh. Cửa sổ lịch giọt kim giọt nước luôn. Con Ergin. Con này xem nào. Con này dạ quang tuyệt vời luôn. Con này dạ quang phê luôn ạ. À, bên trong con có logo Ergin có hết bác nhìn, bác em quay gần cho bác nhìn này. Nhìn đẹp không? Con này dáng thể thao rất đẹp phong cách. Đấy. Dáng thể thao phong cách đẹp chưa? Cực kỳ đẹp luôn nhá, kim thể thao. À, trong này có logo của Ergin này, vật chữ Ergin này. À, có thể hiện là một cái gì đây? Nói về là 660N xong lại bằng 200M. Giống như tóm lại là và có ký hiệu ghi chữ màu đỏ đậm trong này là có là có nghĩa là thời gian của nó là 10 năm. 10 năm đối với lại pin. Ôi giời. Bác dùng có mà xóa luôn nhá. Nhìn này, từ cái viền góc của nó này còn đẹp. Đẹp lịch sự cho bác nhá. Quá đẹp luôn đấy ạ.
đẹp xuất sắc cho bác luôn ạ nhé. Bác nhìn nhé, em đẹp xuất sắc cho bác luôn. Em Tuấn quay thật chậm cho bác nhìn, đẹp xuất sắc luôn. Con này 1.300.000 cho bác, 1.300.000. Đấy, bác nào muốn dùng dòng này trẻ trung, thanh lịch, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Đấy, nhẹ nhàng. Con này đeo cũng được đấy. Lên tay này, em Tuấn lên tay cho bác này. Đấy, em Tuấn lên tay nha. Ok chưa? Lên tay nó rất là trẻ, đeo những dòng này nó trẻ, nó sang, bởi vì là màu đen mà. Trẻ, đen pha ấy. À, sang trọng. Đấy. Bác nào hợp tay thì đeo nhé, tay này thì 16, 17, 18, 19, 20 đều đeo được tất. Rồi, hẹn gặp lại các bác vào clip sau. Em Tuấn xin tạm dừng đây. Đấy. Again nhé. Again. Rồi, này. Bác nhìn chưa? Đấy, đây này, em Tuấn đưa lên tầng gần này cho bác nhìn này.